Xin chào quý vị khán thính giả Thiên Trang và Đăng Trâm. Rất vui mừng được chào đón quý vị vào chương trình Decor TV của chúng tôi. Chương trình Decor TV được chiếu hàng tuần trên đài Sài Gòn TV đang băng tần 57.5 Galaxy trên nước Mỹ cũng như là trên hệ thống internet ở saigontv.com. Chương trình Decor TV là một chương trình nói về thiết kế nội thất nhằm mang lại những kiến thức, sản phẩm cũng giống như những cách trang trí nội thất cho căn nhà thân yêu của bạn. Bởi vì tất cả chúng ta xứng đáng được ở trong một căn nhà được thiết kế đẹp. Mọi ý kiến đóng góp hoặc là thắc mắc, quý vị có thể đặt câu hỏi trên website www.decortv.com hoặc là facebook.com/decortv hoặc gọi vào đài ở số 714-372-3200. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi quý vị ở những chương trình tiếp theo. Chương trình nội thất của bạn ngày hôm nay thì là Thiên Trang và Đăng Tâm sẽ dẫn quý vị đi tham quan hai căn nhà rất là dễ thương mà Trang nghĩ là trẻ em rất là mê, và Trang tạm gọi đó là không gian nội thất cho trẻ em. Và phần sản phẩm mới, chúng tôi sẽ giới thiệu 6 cái đèn chandelier mới nhất mà Đăng Tâm và Thiên Trang rất là thích. Và trong phần nội thất của bạn ngày hôm nay thì Thiên Trang và Đăng Tâm sẽ gửi đến cho những quý vị nào mà đang sửa chữa lại nhà bếp hoặc là những quý vị nào đang xây cái nhà bếp lý tưởng của mình, những cái cách, những cái khái niệm chung về thiết kế lại nhà bếp hay cũng giống như những cái ngưng khoảng mà mình nên cần biết. Kính thưa quý vị, trong phần nội thất quanh ta ngày hôm nay thì như hồi nãy Thiên Trang đã giới thiệu là chúng ta sẽ đi tham quan hai căn nhà thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em. Căn nhà đầu tiên là ở thành phố Tangerang ở nước Indonesia. Căn nhà được thiết kế bởi 5 kiến trúc sư của công ty kiến trúc Abode. Và căn nhà thì có 2 tầng với tổng diện tích là 150m², nằm trên miếng đất khoảng 320m². Ông chủ con của căn nhà này đó là một cậu bé 5 tuổi, kính thưa quý vị. Đối với cậu thì là cuộc sống là luôn luôn là vui chơi. Cậu ta rất là thích chạy nhảy, chơi cầu tuột hoặc là vui chơi trong cái căn nhà đó. Thì đó cũng là cái nguồn cảm hứng chính cho 5 người kiến trúc sư khi họ ngồi lại và họ xây lên căn nhà này đặc biệt dành cho cái cậu bé đó. Thay vì họ dùng cái cầu thang để mà đi từ tầng trên và xuống, đi xuống dưới tầng dưới, thì họ xây một cái cầu tuột lan tâm bằng xi măng mà họ em bé có thể từ tầng trên tuột xuống tầng dưới. Quá lý tưởng. Đúng rồi. Và Đăng Tâm thấy ý tưởng này nó cũng làm cho mấy cái bân bếp á hả cha? Không, mấy cái bân bếp, mấy cái tầng trên á, nó cũng làm một cái cầu tuột tuột xuống nữa. Đúng và... là spoiler mọi người nhất. Hai ông bà chủ thì chỉ có một cậu bé trai thôi, đúng quý vị, là cũng chẳng nghĩ là thôi. Spoiler là cũng đúng. Mà chắc là hai ông bà chủ này cũng là giàu có lắm phải không Trang, mới có những cái năm cái người kiến trúc sư mà đi thiết kế một cái căn nhà cho đứa bé như vậy. Vâng. Và có nhiều lúc mà cậu bé muốn chơi trò chơi ú tìm thì cậu cũng có thể dùng những tấm vải che hai cái en giữa cái cầu tuột lại là thành một cái không gian riêng của cậu để mà cậu chơi. Thì ngoại trừ 3 phòng ngủ, căn nhà được thiết kế là thiết kế mở, có nghĩa là open floor plan. Cái cách thiết kế này đó giúp cho cậu bé 5 tuổi này có thể chạy nhảy vòng vòng căn nhà. Và các kiến trúc sư chọn xi măng làm vật liệu chính, tại vì đối với họ xi măng á nó vừa chắc mà họ có thể shape nó lại những cái hình dáng giống như cái cầu tuột và nhiều hình dáng khác mà họ có thể làm với xi măng. À, đúng là bên Indonesia, thì vì những cái nước Asian thì họ ít có xài những cái đồ bằng mũ, bằng gỗ Trang ha. Thì họ xài những cái mà xây nó chắc chắn. Tuy rằng bên nước mình thì cái gì cũng là nhẹ nhàng cho con nít hơn phải không? Nhưng mà chắc anh chàng này là cũng chơi bời dữ dội lắm, cho nên không sợ u đầu sức chán như những trẻ em ở bên đây. Và cũng là một thiết kế để phục vụ cho trẻ em, thì Lit Eva là một sản phẩm mà quý vị có thể dùng để làm một cái căn phòng hoặc là một cái khu vui chơi cho trẻ em. Sự cần thiết của một căn phòng mới cho trẻ em sơ sinh đôi khi trở nên rất khó thực hiện được do thiếu không gian căn nhà. Thì cái người architect H2O, H2O là nước phải không cha? H2O là nước, nhưng mà cái đó là cái tên của cái công ty đúng thiết rồi, kế. Đúng rồi, đã tạo ra một giải pháp cho cái vấn đề này. Đó là cái sản phẩm gọi là Lit Eva. Lit Eva là một bộ phận có thể dùng như một vách ngăn, phân vùng hoặc thậm chí tạo ra một phòng cho trẻ em. Một chức năng của đồ nội thất cần thiết được tích hợp chẳng hạn như là kệ, bàn, không gian để chơi,
không gian để giữ đồ chơi hay là dùng để ngủ. Bộ phận này được thiết kế để cung cấp nhiều không gian hơn và cũng tạo một phần vùng hoàn chỉnh. Các không gian được tạo ra bằng cách sử dụng bộ phận này có thể được sử dụng để cung cấp một căn phòng cho bé một cách đầy đủ. Sửa đổi có thể thực hiện một cách rất là dễ dàng, rất nhanh mà không cần thay đổi hình dạng của ngôi nhà. Đây là một giải pháp cho gia đình vừa chào đón một em bé đó Trang. Khi mà Đăng Tâm nhìn cái hình đó thì Đăng Tâm thấy là có đầy đủ hết. Tức là vừa chỗ chơi, kệ sách, rồi chỗ ngủ nữa rất là hay. Và cái màu sắc thì nó là màu trắng, quý vị. Thì màu trắng là cái màu mà thích hợp cho trẻ em và nó cũng tạo cái tâm lý là vui vẻ cho trẻ em nữa. Cho nên Đăng Tâm thấy cái này rất là hay. Những khi mình làm một, mình có một cái thành viên mới, mình sửa chữa cái nhà thì cho nó thì nó hơi, thứ nhất là cái budget của mình, thứ hai là mình làm cái căn nhà mình nó thay đổi đi, có nhiều cái vấn đề liên quan đến, thì cái này là một cái giải pháp mà Đăng Tâm nghĩ nó rất là hay. Mình có thể dùng xong rồi mình có thể move nó đi, mình xài một làm một cái khác, khi em bé nó lớn thì mình có thể mình làm một cái khu vui chơi cho những đứa trẻ trong gia đình. Hoặc là cho những người mà họ muốn thay đổi cái thiết kế của họ thì cũng là cũng tốt và Đăng Tâm ha. Đúng rồi. Tại vì giống như nhiều khi hôm nay cái mùa cái season này mình thích cái phòng ở đây, season khác mình thay đổi được đó Đăng Tâm. Đúng rồi. Mà chắc là cái này thì Đăng Tâm chưa có nhìn kỹ, nhưng mà chắc là mình cũng có thể mình sơn lại những cái màu khác nếu như mà mình thích rồi không, cho khi mà em bé nó lớn lên thì mình cũng có thể mình sơn những cái màu mà phù hợp với lại cái giới tính của em bé nữa, kính thưa quý vị. Và đó là phần nội thất bên ta, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị sau phần quảng cáo của một vài thông tin thương mại với phần sản phẩm mới. Xin chào đón quý vị khán thính giả đã trở lại với chương trình Decor TV trong phần sản phẩm mới. Đăng Tâm biết không, Trang không biết Đăng Tâm như thế nào chứ Trang đam mê về cái đèn trần, cái chandelier. Chắc không bị đụng độ rồi. Trang không biết tại sao mà Trang đi đâu á, mà có những cái chandelier mà nó lớn mà nó đẹp á, là Trang mê, là Trang chụp hình liền. Giống như cái là mình collect cái mấy cái đó Đăng Tâm. Đúng rồi, mà Đăng Tâm thì cũng chắc cũng có cái đam mê giống như Trang vậy đó. Nhiều khi mình đi những cái nhà hàng mà gần khu Little Sài Gòn mình cũng nhiều lắm, những cái nhà hàng mà mới xây á, họ để những cái đèn rất là đẹp, những cái đèn đèn trên đèn trần đó, và đèn cho trần rất là đẹp. Và Đăng Tâm cũng cũng giống như bị hơi bị ngứa tay ngứa chân, cũng chụp hình lại cũng chia sẻ với Trang, thì chắc là hai đứa mình bị đụng độ cái vụ này rồi. Và nói về chandelier thì cái một trong những cái chandelier, những cái đèn trần mà Trang rất là thích và sẽ chia sẻ với lại quý vị trong ngày hôm nay là cái đèn nó gọi là mother chandelier. Ở cái đèn treo trần mother chandelier được thiết kế bởi ông Baron Baylor của công ty nội thất Hudson. Nó không những là một cái đèn thưa quý vị, và nó là một cái tác phẩm nghệ thuật, theo là Trang thấy là như vậy. Tại vì nó được làm bằng những cái cọng dây kim loại mà cắt nhuyễn bằng tia laser, và khi mà quý vị nhìn thấy hình á thì nó nhìn giống như là một con cái buồm tàu ha. Đúng rồi, nhìn chứ giống như cái buồm tàu, một cái con thuyền nó đang sail ở trên biển vậy đó, phải không? Mà cái đèn này nó theo như Trang thấy thì nó rất là sang trọng, đặc biệt là dành cho những căn nhà mà có những cái bức những cái trần vaulted ceiling, những cái trần nhà cao đó mà nhiều cửa sổ, mà Trang tưởng tượng là quý vị treo cái đèn này ở ngay cái khi mà bước vào nhà, cái khoảng không gian đó đó, treo ở cái đèn đó, và cái đèn này nó sẽ hút những cái ánh sáng ở từ cửa sổ và nó tỏa ra căn nhà thì nó rất là long lanh. Mà cái gì mà long lanh là Trang thích. Và cái đó là cái sự sang trọng, thì bước vào một cái chút xíu modern, thì Đăng Tâm muốn mang lại cho quý vị cái đèn chandelier, nó gọi là Montrose P120 Pendant. Thì khi mà nhìn vào cái hình quý vị thấy á, thì nó là một cái nhìn giống như là những chiếc cái ly đó Trang, nó úp xuống, nó dốc ngược xuống. Và nó có nhiều màu, bốn màu để quý vị có thể thấy ở trong cái đèn đó, là màu trong, màu xám, cam và màu đỏ. Nó dùng cái hệ thống chiếu sáng là halogen. Thì Trang thấy không, những cái này Đăng Tâm cũng bị chút xíu về ăn uống rồi. Cái này chắc phải để vô mấy cái chỗ mà quầy rượu ở trong nhà phải không Trang?
Nói rượu thì Trang cũng nhớ là cho mấy anh mà thích uống bia đó Đúng rồi lấy hả? mấy cái chai bia mà đã uống hết á, cắt làm đôi xong rồi mài đi để mà không có bị Bị sắc á. bị sắc, rồi treo lên ăn tâm hả, nhìn này giống như là những cái chai Nhưng mà nhớ bia clue mình treo lên. nhớ clue cho nó cẩn thận. Nhưng mà cái này rất là hay, tại vì mình thấy những cái chân chất đi những cái bar rượu đó thì họ cũng có một cái dàn mà để Để ly ly. đó ha, họ cũng trang sức như vậy, thì mình cũng có thể có một cái mình để ở nhà ngay cái quầy rượu của mình. Mà cháu không biết là cái ông mà ổng thiết kế cái đèn chandelier này, ông có lấy ý tưởng từ những cái bar rượu không, mà cũng giống thiệt thưa quý vị. Tiếp theo là cái thiết kế của cô Winnie Louis. Cô là cái đặc biệt của cái thiết kế này đó là cổ đã dùng những cái sản phẩm vật dụng ngày thường của mình mà cổ tạo thành một cái chandelier. Kính thưa quý vị, là nhà thiết kế Winnie Lou đã làm cho mọi người trầm trồ khi mà cô trình diễn trình làng cái đèn của cô, nó gọi là White Chandelier. Cộng tác với hãng đèn Intimus thì cô sẽ sản xuất 50 đèn, 50 đèn trắng và 50 đèn màu đen, dùng những tất cả các vật dụng hàng ngày và trong nhiều năm qua của cô. Theo cô Lui thì khi mà cô làm những cái tác phẩm này đó, cô thấy đây là một cái cách mà cô exercise để mà nhìn những hai cái vật dụng gần với nhau, exercise coi coi cái màu sắc tương phản của nó như thế nào, cũng giống như những cái texture của nó phản ánh lại với nhau như thế nào. Thì mà cô nói đây cũng là một cách mà giúp cho mình celebrate những cái đồ rất là thông thường hàng ngày của mình. Thì quý vị thấy trên màn hình thì là những cái đèn chandelier này thì là Trang thấy nó có hình con ngựa nè, cái mắt kiến nè, rồi mấy con gấu bông, rồi cổ sơn màu trắng hết và cổ dán lại với nhau thành một cái đèn. Đăng Tâm có sưu tập cái gì không Đăng Tâm? Chắc đang tâm sưu tập mấy cái hình đồ ăn thôi, chắc là mai mốt anh đang tâm làm một cái chandelier Mà hình đồ dán ăn hình luôn đi. cái này cũng hay như quý vị, giống như là quý vị sưu tập coins đồng tiền này kia Đúng đó, rồi, rồi mình có thể thiết kế ra một cái gì đó riêng của mình. đúng rồi nha. Và cái đèn đó là rất là, phải nói là rất là lạ, có 102 phải không cha Chỉ có 50 cái thôi quý vị, 50 cái màu trắng và 50 cái màu đen. Và cái đèn này mà Đăng Tâm sắp mang tới cho quý vị cũng rất là lạ, Đăng Tâm chưa bao giờ thấy. Nó gọi là Birdcage Chandelier. Cái đèn chùm này á, là một cái đèn chùm quý vị thấy á, nó giống như là một cái lồng chim vậy đó, mà trong đó có rất là nhiều con chim đủ thứ màu sắc, mà đặc biệt là những cái con chim này á, được làm bằng lông thật cha. Thì cái này là một cái thiết kế hoàn hảo cho những người mà thích chút xíu lập dị trong cái căn phòng của mình. Thì chàng thấy không, cái này á, thì nó rất là tươi trẻ ha, mà những cái người nào mà thích về chim cá cảnh nó cũng có thể làm một cái này, giống như là một cái giới thiệu. Vì cái sở thích của mình thưa quý Đúng vị. rồi. Mà cái này cũng nhắc lại là làm bằng lông chim thật, chứ không mà con chim nó không có thật. Tại vì Đúng nhiều rồi. quý vị nhìn vào nó, ô con cái lông chim này để như vậy, nó bay trong trong cái đèn vậy nó sao? Không có đâu quý Không vị, đó có, là đúng mấy con rồi. chim được làm giả. Ngoài cái thiết kế đó thì nhìn rất là, Trang thấy trẻ trung và mới mới lạ. Thì tiếp theo quý vị có thể thấy được là cái đèn ở Fabian, cái đèn Fabian của công ty thiết kế Shandy. Cái đèn này là Trang nhìn, Trang thấy nó vừa hiện đại mà nó cũng vừa cổ Cổ điển. điển, đúng rồi. Là tại vì nó làm bằng những sợi dây crystal thật thưa quý vị. Trang thấy cái shape của cái đèn này đó, nó tạo cho mình cảm giác là nó hiện đại mà nó cũng rất là elegant, là sang trọng đó quý cô Đăng Tâm. Đúng rồi. Và cái sản phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn mang tới đó là cái Core Chandelier. Đây là một thiết kế chiếu sáng mát. Core tức là nó mát, nó không có bị chói mắt phải không cha? Ồ vậy hả? Nó làm bởi Loose Blend và được thiết kế bởi hai nhà thiết kế là Paolo Rizzato and Francisco Gomez Paz. Cái chùm đèn cho ánh sáng tuyệt vời và dễ dàng để lắp ráp, được làm với công nghệ tinh vi và vật liệu hiện đại. Cái bộ đèn chùm này được làm một sưu tầm ánh sáng lung linh với lại một loạt ống kính Fresnel Polycarbonate mỏng, siêu nhẹ và dễ dàng để lắp ráp. Cái này lung linh thì chắc là hợp với lại cô Thiên Trang nhà mình. Cái gì mà lung linh mà cứ giới thiệu cho Trang là Trang mê lắm. Và nó cái đèn này nó được thiết kế, nó tạo ra một cái ánh sáng
nó cũng là dùng cái hệ thống ánh sáng huỳnh quang, tức là halogen, nhưng mà nó tạo ra một cái ánh sáng rất là dịu dàng, tuy là nó lấp lánh nhưng mà nó dịu dàng và nó không có bị chói mắt. Mà cái đó là Trang Tâm rất là thích, tại vì nhiều khi mình trên một cái hallway đó Trang, thì Trang Tâm thích nó cái gì nó hơi nó mát mẻ một tí, thay vì những cái gì mà nó sáng, thí dụ như một cái nó chói quá hả? Dạ đúng rồi, thí dụ một cái phòng lớn, một phòng tiệc đó, thì Đăng Tâm lại thích nó sáng, nó sáng rực lên. Còn giống như cái hallway của mình á, thì Đăng Tâm cũng thích một cái chandelier nó nhìn nó cool, nó mát mẻ một tí. Và đặc biệt là khi mà nhìn vô cái đèn này á, quý vị thấy nó giống như những chiếc viên, những cái viên kim cương đó, tại vì nó chiếu sáng rất là nhiều góc cạnh khác nhau. Ví dụ viên kim cương thì Đăng Tâm thích, còn lấp lánh thì là Trang nhà mình thích. Và đó là phần sản phẩm mới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần nội thất của bạn.